Chào quý khán giả trong kênh YouTube Quốc Đoàn. Hôm nay mình dự lễ tang Nguyễn Văn Trum. Ông đã từ trần vào lúc 0 giờ 55 phút ngày 4 tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Dần. Ông hưởng dương được 58 tuổi, tuổi ông là tuổi Ất Tỵ, sinh 1965, quê quán ở ấp Phước Hảo, xã Bình Khánh, ở một Cài Nam, tỉnh Bến Tre. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký, xin cảm ơn.
Rồi rớt em ngang. Là không có xe đẩy đi được rồi, có xe chạy lên. Ai đẩy được rồi. Ờ để ra ngoài coi cái chạy tắm coi à. Trời ơi nãy bỏ dồn vô chung bỏ ngoài lọ ngoài xe. Không xe cũng vất vả. Cái này mà thấy mà xin nặng mà đi đạp cái này ngon. Mà đường này là chiếc kia đủ nó trơn dữ. Đi tay thì chết rồi. Mở đâu? Đá nãy trơn rất giò nè. Đó luôn. Bao lấy dọn dầm ở dưới dạng ngoan rồi dưới giờ. Không có không có đi chịu. Mấy thằng người ta mòn cái giả ngọn mình cũng rất là mất tiền. Thắng rồi đấy. Hello, mọi người, đợi đi.
Này bây giờ xuống đất thịt cho ngang, chuẩn bị xuống đất thịt cho ngang. Rồi bên đây có rồi nè. Lên. Quá rồi. Mẹ ngựa này về còn lâm giáo muốn để làm cái gì vậy? Kìa nó đi rồi. Tới. Lên được. Thôi về đặt hộp gà đó. Được không? Quay cái đầu vậy nè. Ấy cái bơm này bơm nước cạn vậy là nó xì khói cái. Thái nhiều luôn á. Đậu này dũng luôn. Đừng xuống đầu. Để vô. Thấy nữa ơi.
Đi sao còn nhiều mà? Sao còn nhiều lắm? Nhấu lên là một. Đừng có bước lên nha, gạch nha. Chưa hồi giờ ra trước chút. Chú lấy tay chú đẩy. Mày không chú đẩy qua. Rồi.